Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới, các bạn khán giả thân mến. Dù đang sống trong thời bình, nhưng việc phát triển quốc phòng vẫn là rất cần thiết. Trước những mối xâm hại luôn rình rập chờ đợi ta sơ hở, kẻ thù càng điên cuồng, quân đội càng cần tinh vi. Chính vì lẽ đó, quân đội Việt Nam ta đã ấp ủ và đang dần hiện thực hóa bằng việc phát triển hàng loạt vũ khí tối tân, uy lực, tăng cường sức mạnh chiến đấu của binh lính, nghiên cứu sâu rộng nghệ thuật quân sự hiện đại để sẵn sàng với mọi tình huống, nhất là căng thẳng ở Biển Đông. Đáng tự hào thay, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang có những bước phát triển đột phá, đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất và sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí, trang bị cho bộ binh và nhiều vũ khí mới, tăng tiềm lực sức mạnh quốc phòng, giảm nhập khẩu từ nước ngoài. Ngày hôm nay, Tin Mới sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn thông tin về 5 vũ khí tối tân do Việt Nam ta tự sản xuất khiến cả thế giới kinh ngạc, để chúng mình càng thêm phần tự hào về đất nước mình nhé. Cùng bắt đầu thôi nào! Vũ khí đầu tiên mà Tin Mới muốn nhắc đến đó chính là vũ khí bơm hơi. Nhà máy Z-176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thành công trong việc chế tạo các loại vũ khí bơm hơi có thể kể đến như xe tăng T-55, tổ hợp tên lửa S-300 PMU-1, tiêm kích đa năng Su-30 MK-2. Việt Nam có thể chế tạo được các phương tiện ngụy trang vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại, giành được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Nga cũng như trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Vũ khí bơm hơi Việt Nam chế tạo với công nghệ đặc biệt, theo đúng kích thước của vũ khí thật, có thể triển khai và thu hồi trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, vũ khí bơm hơi được làm bằng vật liệu đặc biệt rất khó để mắt người có thể phân biệt chúng với vũ khí thật trong vòng 100m, thậm chí còn phát ra tín hiệu hồng ngoại hay phản xạ sóng radar như thật, nhằm đánh lừa phương tiện trinh sát công nghệ cao. Quân chủng không quân cũng đã tiến hành so sánh mô hình tiêm kích Su-30 khi bơm căng với một máy bay chiến đấu thực sự, và kết quả là rất khó để có thể xác định được đâu là máy bay thật, đâu là máy bay giả. Nếu chỉ dựa vào các bức ảnh thám không được chụp từ vệ tinh hay máy bay trinh sát, lợi ích của các loại vũ khí này là khiến đối phương lãng phí bom đạn hỏa lực khi họ tấn công các mục tiêu giả, không có giá trị. Đơn cử như mỗi lần mất một quả tên lửa 2 triệu đô để bắn vào trận địa vũ khí bơm thì chẳng biết mấy chốc mà khánh kiệt nền kinh tế của đối thủ. Trong khi đó, lực lượng thật lại tập kích ở một khu vực hoàn toàn khác sẽ khiến quân địch bất ngờ, không kịp ứng phó, theo trang quân sự China của Trung Quốc. Việc sử dụng vũ khí ngụy trang là một chiến thuật đáng nể trong lịch sử quân sự thế giới, có thể gây nhầm lẫn cho kẻ thù, giảm bớt tỷ lệ tổn thất của thiết bị chiến trường, đồng thời còn đánh lừa được trinh sát tình báo của bên kia và che giấu mục tiêu chiến lược thật sự. Đó là điều quân đội Việt Nam đang làm rất tốt. Tờ báo của Nga đánh giá các sản phẩm của Việt Nam có bề ngoài giống đến kinh ngạc trong chiến tranh hiện đại. Nó khiến đối phương tổn rất nhiều nỗ lực tiêu diệt nhầm mục tiêu giả, nâng cao khả năng sống sót của các mục tiêu thật. Họ còn tỏ ra khâm phục tài năng và trí tuệ của các kỹ sư quân sự Việt Nam khi có thể sản xuất được các hệ thống vũ khí ngụy trang bằng cao su, có hình dáng bên ngoài rất giống các loại vũ khí nổi tiếng của nước này như Su-30 MK-2 và S-300 PMU-1. Một số chuyên gia trong nước nhận định những phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp khí ngụy trang này chắc chắn có sự góp phần không nhỏ với các ý tưởng đến từ lĩnh vực tư nhân. Rất nhiều tư nhân đã cho ra lò những thành phẩm hoàn hảo như ô tô, trực thăng, thậm chí là nhà lầu biệt phủ. Chủng loại thứ hai là pháo phòng không 6 nòng AK-630 là loại pháo cao tốc tự động xoay nòng mang 6 nòng cỡ 30mm. Tuy nó được thiết kế với nhiệm vụ chủ yếu là phòng không, nhưng với tốc độ bắn 5.000 viên một phút cùng khả năng xoay 360 độ AK-630 có thể tiêu diệt các mục tiêu như tàu thuyền, máy bay, tên lửa chống hạm và các mục tiêu rất phức tạp khác. Pháo phòng không AK-630M2 do Việt Nam sản xuất sau khi mua bản quyền thiết kế của Nga được cho là bản nâng cấp vượt trội so với dòng AK-630. Đó là một quá trình nỗ lực nghiên cứu kéo dài suốt từ năm 2013.
Loại pháo này là vũ khí tiêu chuẩn được trang bị trên chiến hạm Jupat và tàu tên lửa Monia của Hải quân Việt Nam với tốc độ lên tới 10.000 phát một phút. Với tốc độ bắn này, khẩu AK-630M2 đủ tạo ra một màn lửa để hủy diệt mục tiêu. Loại đạn 30mm của pháo cũng đã được Việt Nam chế tạo thành công, giúp quân đội có thể khai hỏa thoải mái khi cần. Thứ ba là súng trường bắn tỉa hạng nặng OSV-96. Đây là một loại súng bắn tỉa hạng nặng mà nhà máy Z-111 hoàn toàn tự sản xuất được. Với cái tên SBT-12M1, sau khi mua giấy phép thiết kế của Nga, đây là mẫu súng bắn tỉa công phá với uy lực rất lớn nhờ sử dụng cỡ đạn 12,7 x 108mm với hàng loạt chi tiết tinh vi, đòi hỏi công nghệ sản xuất rất cao nên việc Việt Nam hoàn toàn tự sản xuất được đã khiến truyền thông thế giới khá bất ngờ. Theo thông số kỹ thuật trong catalog vũ khí xuất khẩu của công ty của Nga thì súng có chiều dài tổng thể là 1.746mm với nòng dài 1.000mm, trọng lượng rỗng khi chưa lắp kính ngắm quang học 12,9kg. Khẩu súng bắn tỉa này có nòng gắn tự do, sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén và thôi nạp đạn xoay phổ biến. Trong trạng thái hành quân, OSV-96 có thể gấp gọn lại để tiết kiệm không gian nhưng sẽ rất nhanh chóng quay lại chế độ chiến đấu chỉ thông qua một vài thao tác lắp đơn giản. Hộp tiếp đạn của OSV-96 có sức chứa 5 viên. Bộ phận loa che lửa đầu nòng thiết kế khá độc đáo, có tác dụng làm giảm lực giật và tăng độ trụ. Đầu đạn bắn đi từ OSV-96 đạt sơ tốc đầu đạn là 860m/giây, tầm bắn hiệu quả 900m vào ban đêm và lên tới 2000m vào ban ngày. Nếu tích hợp thêm kính ngắm quang điện tử chuyên dụng, động năng của đầu đạn có thể xuyên thủng thép dày 20mm từ cự ly 700m, nên OSV-96 thường được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm với mục tiêu phá hủy trạm radar, trung tâm điều khiển, hệ thống cảm biến hoặc các loại xe bọc thép hạng nhẹ. Vũ khí thứ tư mà chúng mình muốn kể đến đó là Hỏa thần diệt tăng RPG-29 Made in Việt Nam. Việt Nam đã làm chủ công nghệ để sản xuất hàng loạt súng chống tăng RPG-29 và được đặt định danh trong nước là SCT-29. Theo nhiều nguồn tin, Việt Nam đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực nguy hiểm này từ khoảng năm 2014. Súng chống tăng RPG-29 nguyên gốc do Liên Xô sản xuất và được sử dụng trong biên chế nước này từ năm 1989 tới nay. Việt Nam đã nhập số lượng lớn súng này và mua giấy phép để sản xuất trong nước. Phiên bản RPG-29 do Việt Nam sản xuất có tên gọi là SCT-29. Ngoài việc tự sản xuất được súng, chúng còn tự sản xuất được đạn và đặt định danh là DCT-7 ra đời để thay thế RPG-7 và RGB-16. Súng chống tăng RPG-29 do Liên Xô phát triển được đánh giá có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay. Tại chiến trường Syria, RPG-29 tiếp tục cho thấy sự cực kỳ nguy hiểm của mình. Thậm chí việc loại vũ khí này rơi vào tay phiến quân Syria khiến Nga và Mỹ rất lo ngại. Với sức mạnh vượt trội của loại đạn 2 tầng thuốc nổ, RPG-29 được coi là hỏa thần đáng sợ, có thể phá hủy các loại xe tăng hiện đại bao gồm cả M1A2 Abraham lẫn T-90A của Nga. Độ cơ động cao, dễ sử dụng lại có giá thành rẻ hơn hẳn so với các loại tên lửa chống tăng, khiến cho RPG tràn ngập trên chiến trường Iraq và Syria. Tại Trung Đông, RPG-29 diệt cả vua tăng MK4. Do đó, đây là loại vũ khí chống tăng nằm trong top bán chạy của thị trường vũ khí chợ đen. Súng được thiết kế đơn giản, với ống phóng đường kính là 105mm, ống phóng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu với chiều dài 1,85m, trọng lượng khi có đạn khoảng 18,8kg. Với kích cỡ trọng lượng đó, RPG-29 có thể mang vác cũng như bắn từ trên vai người lính. Tổ tác chiến của RPG-29 từ 2 tới 3 người. Trên ống phóng được tích hợp kính ngắm 1P38 với độ phóng đại là 2,7 lần. Kính mìn đêm 1PN512. Súng chống tăng RPG-29 được trang bị hai loại đạn, gần đạn xuyên giáp liều đúc PG-29V và đạn nhiệt áp TPG-29V. Trong đó, đạn PG-29V chuyên dùng chống xe tăng bọc giáp phản ứng nổ. Đạn PG-29 gồm hai đầu đạn, đạn lõm phía trước cỡ 64mm chịu trách nhiệm phá giáp cảm ứng nổ gắn trên xe tăng. Đầu đạn thứ hai cỡ 105,2mm xuyên giáp chính cửa xe. Vì thế, hầu như các loại xe tăng ít có cơ hội thoát hiểm nếu bị RPG-29 bắn trúng. Và cuối cùng, trong năm danh sách vũ khí tối tân này, chúng ta sẽ cùng bàn tới máy bay không người lái.
Máy bay chiến đấu có người lái hiện đại là không hề đơn giản. Nếu lao vào đầu tư sẽ lâu mới có thể đuổi kịp được những siêu cường hàng đầu thế giới. Vì vậy, Việt Nam đã quyết định chuyển hướng sang loại máy bay quân sự không người lái hạng nhẹ. Với rất nhiều ưu điểm trong tác chiến hiện đại, tất nhiên là chúng phải hoàn toàn vượt trội so với các mẫu UAV M96 và M96R cũng như chính tay người Việt thiết kế, chế tạo từ năm 1996. Trong những năm gần đây, rất nhiều UAV Việt Nam tự sản xuất đã ra đời, mà điển hình là những UAV quân sự do Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân sản xuất. Tương đối nổi bật là mẫu UAV-02 được thiết kế và trình làng vào năm 2013 với hai động cơ phản lực sải cánh 2,8m, chiều dài thân là 2,5m, tốc độ lên tới 350 km/h, bán kính hoạt động là 100 km, trần bay tối đa 8.000m. UAV-02 nặng 38kg khi nạp đủ nhiên liệu với thời gian hoạt động tối đa là 45 phút, sau đó với sự nâng cấp mạnh mẽ dòng UAV-03 ra đời. Sử dụng động cơ phản lực thế hệ mới cho tốc độ cận âm, thể tích bình nhiên liệu lớn hơn, giúp thời gian bay lâu hơn. Nó có tổng khối lượng lên tới 70kg khi nạp đủ nhiên liệu. Viện Hàng không Vũ trụ của Tập đoàn Viettel cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Dòng UAV do họ chế tạo ra có sải cánh 3,3m, khối lượng 26kg, vận tốc đạt tới 150km/h, cự ly hoạt động 50km, có khả năng hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, trinh sát bằng camera hồng ngoại Full HD giúp tạo ra những cảnh quay sắc nét ngay cả vào ban đêm, đồng thời cho phép nhận dạng đối tượng từ khoảng cách 600m. Cuối năm 2013, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố 5 mẫu UAV, trong đó loại lớn nhất có tầm hoạt động là 100km, trần bay 3km, tốc độ tối đa là 180km/h, thời gian bay trên 6 giờ bất kể điều kiện ngày đêm. Không dừng ở đó, những năm gần đây, Viện đã thử nghiệm thành công UAV tầm xa, đó là chiếc HS6L có sải cánh khá lớn, dài khoảng 22m, tốc độ trên 200km/h, tầm bay lên tới 4.000km. Thời gian sử dụng 35 giờ, sử dụng hệ dẫn đường vệ tinh. HS6L có khả năng mang camera trinh sát radar và có thể nâng cấp để mang vũ khí. Với việc trang bị động cơ Rostar 914 của Áo, khiến HS6L của Việt Nam có khả năng cơ động không khác gì những UAV hàng đầu thế giới như MQ-1 Predator của Mỹ, Hazmat 900 của Israel. Nhiều chuyên gia cho rằng loại UAV của Việt Nam không chỉ có tác dụng trinh sát tấn công bằng các vũ khí mang theo, mà thậm chí còn có thể tấn công theo kiểu kamikaze nếu cần. Vừa rồi, tin mới đã điểm qua 5 vũ khí mạnh nhất Việt Nam tự sản xuất rồi. Nếu còn thiếu sót loại vũ khí khủng nào mà chưa được nhắc tới, các bạn nhớ comment ngay dưới video này để chúng mình bổ sung thêm vào danh sách nhé. Thời lượng video đến đây cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!